mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của MumuFan. Chủ đề video hôm nay sẽ về Fall Winter Essential. Mình sẽ giới thiệu mọi người những item không thể thiếu trong tủ đồ của mình vào mùa thu đông năm nay. Với mình, Essential item là những kiểu quần áo mình có thể mặc trong một thời gian dài mà không sợ bị lỗi mốt, cũng như có thể dễ dàng kết hợp chúng với nhau. Trong list của mình sẽ là một chiếc áo khoác dáng dài với màu nâu cổ điển. Chiếc áo khoác này sẽ tạo nên điểm nhấn cho toàn bộ outfit cũng như mang lại cảm giác thanh lịch và sang trọng cho người mặc. Về màu sắc, màu nâu là một trong những gam màu trung tính nên có thể dễ dàng kết hợp với những gam màu trung tính khác nhau như trắng, đen, kem, xanh lá trầm và xanh dương đậm. Về phong cách, khi match chiếc áo khoác này với lại quần jean sẽ mang lại cảm giác thoải mái, còn khi match với quần tây và chân váy sẽ mang lại cảm giác thanh lịch và sang trọng hơn. Item tiếp theo trong list của mình sẽ là blazer. Cũng giống với là áo khoác dáng dài, blazer có thể kết hợp được với nhiều item khác nhau, tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Đầu tiên, khi blazer kết hợp với áo thun, quần jean và giày thể thao sẽ tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng và thoải mái. Còn khi blazer được kết hợp với quần tây và ankle boot sẽ mang lại cảm giác sành điệu và thanh lịch hơn cho người mặc.
Chiếc áo len trơn với gam màu trung tính bao gồm cả sweater và cardigan sẽ là item tiếp theo trong list của mình vì sự kết hợp đa dạng của nó với quần jean, quần tây và chân váy. Chiếc áo, sweater cũng như cardigan mình đang mặc, mình mua của Zara vào năm ngoái nhưng vì gam màu trung tính cũng như chất liệu vải ổn vẫn là essential key trong tủ đồ của mình. Sweater và cardigan sẽ mang lại cảm giác tự tin, năng động, thoải mái khi được kết hợp với quần jean, thanh lịch và cổ điển khi kết hợp với quần tây và dịu dàng nữ tính khi kết hợp với chân váy. Item tiếp theo mình muốn nói đến là quần tây và quần da. Khi kết hợp quần tây với áo len gam màu trung tính và layer bên ngoài với áo khoác dáng dài sẽ mang lại cảm giác thanh lịch và cổ điển cho người mặc. Còn với quần da, khi được kết hợp với blazer sẽ tạo cảm giác sành điệu hơn cho người mặc. Item tiếp theo trong list của mình sẽ là Classic Bag. Ở đây mình có hai chiếc túi. Chiếc túi đầu tiên là Chanel Classic Bag sẽ mang lại cảm giác cổ điển và sang trọng cho bất kỳ outfit nào được kết hợp với nó. Chiếc túi thứ hai mình có ở đây là LV Never Full Tote Bag. Thì đối với mình đây là một chiếc túi classic vì gam màu trung tính cũng như sự tiện lợi của nó khi mình cần mang nhiều vật dụng khi ra ngoài. Item tiếp theo trong list của mình sẽ là giày. Vào mùa thu, mình chọn thun để match với cả quần và chân váy để tạo cảm giác cổ điển và nhẹ nhàng cho outfit khi trời không quá lạnh. Vào mùa đông, boot và sneaker sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi outfit vì sự kết hợp đa dạng cũng như có thể giữ ấm cho chân của mình.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái nên khăn choàng cổ sẽ là một phụ kiện không thể thiếu, vừa giữ ấm vừa giúp cả outfit trở nên hoàn chỉnh hơn. Ở đây mình có hai chiếc khăn choàng cổ khác màu, một chiếc màu nâu và một chiếc màu trắng. Đối với chiếc khăn choàng cổ màu nâu sẽ hợp với những set đồ có gam màu tối như là màu nâu, màu xám đậm và màu đen, sẽ mang lại cảm giác thanh lịch và cổ điển cho người mặc. Còn đối với chiếc khăn choàng cổ màu trắng khi được kết hợp với những set đồ có gam màu sáng như màu trắng và màu kem sẽ mang lại cảm giác trẻ trung và năng động hơn. Item cuối cùng trong list của mình sẽ là kính mát. Với mình, kính mát không chỉ để che nắng mà giúp cả outfit trở nên chỉnh chu và sang chảnh hơn nữa. Đó là tất cả những essential item của mình trong mùa thu đông năm nay. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video và đừng quên cho tụi mình biết cảm nhận của mọi người về video này bằng cách comment ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.